Xin chào tất cả các anh chị cùng các bạn. Hôm nay mình chia sẻ tiếp các anh chị cùng các bạn âm giai thứ nha các bạn. Tất cả các thế âm giai thứ trên cần đàn ha. Thì bây giờ mình nhắc lại cái công thức của âm giai thứ này các bạn ha. Mình lấy từ cái nốt la tự nhiên bậc 1 ha. La tới si bậc 2, đô 3, rê 4, mi, fa, son, fa từ la, từ la tới lá hang, từ 1 quãng 8 hang, và các nốt bình thường không thăng không dáng gì hết hang. Thì mình có cái công thức của âm giai thứ cung nửa cung, cung cung nửa cung, cung và cung các bạn ha. Đó, bữa nay mình tập cái âm giai la thứ, rồi bắt đầu từ nhân nhuyễn, rồi từ cái la thứ mình suy ra những âm giai thứ khác nha các bạn ha. Rồi mình tập thêm một cái âm giai thứ nữa là rê thứ các bạn hang nè. Rê thứ thì âm từ một trừ trong một cái điệu thức từ rê ha tới nó tới tám nó tới rê, thì nó cũng là nó mình muốn có được cái âm giai rê thứ thì từ cái nốt la qua nó si này nó một cung, nên nó không đúng được cái công thức, nên nó si nó phải dán xuống cho nó thành nửa cung nha các bạn ha. Nó si nó dán xuống thì si nó xa đâu thành một cung, đó là nó cũng đúng công thức các bạn ha. Bây giờ mình vô tập luôn nha các bạn, để mất thời giờ các bạn. Thì như mình trước khi mình muốn tập cái âm giai nào thì mình phải bấm cái tâm của âm giai này đó. Ví dụ mình tập cái âm giai la thứ thì mình bấm được cái hợp âm la thứ ra bài hàng. Bữa nay mình mượn cái thế la thứ như thế rê thứ, mình học toàn bộ âm giai thứ cần đàn các bạn. Rê thứ la thứ thường thông dụng để chơi đây là ok, và cái thế đây nữa các bạn ha. Bây giờ mình tập cái thế âm giai thứ 6 giây trên cái thế la thứ nha các bạn nha. Ở đây là bằng trăm ở cái ngăn phím thứ 5 trong cần đàn. 1 là 2 là 3 là 4 là 5 ngăn 5 mình có la thứ nha các bạn. Bây giờ nếu mà mình chạy âm giai trưởng á, thì cái nốt gốc mình bấm bằng ngón số 2, nhưng mà âm giai thứ mình bấm bằng ngón số 1 nha các bạn. Rồi cái ngón này đây là la nè, la si đô rê mi fa son la si đô các bạn. Mình chạy ngược lại, la son fa mi rê đô si, la son fa mi rê đô si la. Mình lấy bạn nghe mà chậm chậm thôi các bạn nghe. La si là một cung, cái thứ sáu đô ha, la si đô, cái mình xuống gì năm rê mi fa ha son la. Mình lấy nè, la si đô rê mi fa son la ha. Rồi tiếp gì bốn, si đô rê tới gì ba chứ, si đô rê gì hai mi fa son gì một la. Mày đánh lố luôn, si đô đô si la son fa mi rê đô si la son fa mi rê đô si la. Lại nha bạn, đô si la si đô e là gì sáu gì năm rê mi fa gì bốn son la gì ba si đô rê gì hai mi fa son gì một la. Chạy ngược lại, rồi nha bạn. Thế sao vậy? Cái nốt gốc nó là ở ngăn thứ 5. Rồi lại nè, chạy lố quá. Từ cái thế này mình si rang la, giờ mình muốn chạy âm giai si thứ thì sao? Mình khéo vô một cung các bạn, la qua si một cung mình chạy. Các bạn rồi đô thứ si qua đô nửa cung, đô qua đây một cung. Thank you.
cái đờn mình, cái đờn nó xít, nó hơi cộng, cái cần nó ngắn các bạn, chứ nếu cần dài thì mình có phân vô trong tìm các cái tông khác dựa theo cái thế là thứ. Rồi bắt đầu mình trở ra la, giờ mình muốn đánh son sao, mình thục ra một cung la son. Rồi, đó là thế 6 giây các bạn ha. Dựa từ cái là thứ mình đánh nhuần nhuyễn, các bạn nhớ cái thế mình cứ tính phân vô trong, mình đánh từ tâm này tâm nào cũng được hết các bạn ha. Tất cả cầm về thứ. Bắt đầu thì tới cái thế 5, đó cái thế 6 giây. Rồi các bạn coi cái thế 6 giây đây. Các bạn chụp chụp lại cái hình thế 6 giây. Đây là cái thế 6 giây. Đó, vì 6 nè. Con góc con thật là nè, phải không, nó góc nó là nè, là si do re mi fa son la, con góc nó là heo đó. Cái thấy dây dây vậy, nếu các bạn quên thì bạn chụp được màn hình bạn coi ha, các bạn ha, coi vừa theo mình đánh nha các bạn ha, đánh nhận nhuyễn xong mình cứ phân vô trong phân ra ngoài theo các tông thứ khác. Rồi giờ qua cái thấy 5 giây, thấy 5 giây này thì đây nè các bạn, thấy 5 giây nằm đây. Thì cứ thấy rê thứ ở ngoài cái đầu cần mình có rê thứ với bài ha, đó cũng văng thứ năm luôn ở trên này la, dưới này rê nha. Cái thế 5 giây, cái nốt gốc của nằm ở dây thứ năm ha, ở ô 1, ô 2, ô 3, ô 4, nằm ở ngăn năm nè, rồi ở dây năm nó có nốt rê, rê bắt đầu rê mi fa son la si do rê mi fa son la si do rê. Nó nói cho thứ 6 giây các bạn nè, là vậy nè. Rê mi fa son la si do rê mi fa son la si do rê. Mình muốn nói gì đây? Còn nói thì do rê ha, là vậy. La si do rê mi fa son la si do rê mi fa son. Xin nói lộn. Rê mi fa, rê mi fa son la si do rê mi fa son la si do rê. Nhớ trong cái âm dây này thì có thể đánh có cái nó si dán các bạn nè, là si quên chứ, rê mi fa son la, la qua si nữa cung mà đúng là si một cung mình chứ nó si mình dán mình si ha. Rê mi fa son la si do rê mi fa son la si dán do rê, nếu mình nói xuống đây còn anh nói thì mình đô cái mình rê đây mày ha, là lại nè, rê mi fa son la si dán do rê mi fa son la si do rê ha, là lại lần nữa này. Mình nói xuống cái thế 6 giây nha, đó rồi từ cái thế 5 giây này mình ví dụ đây rê mình thăng lại đô, đó mình nói cái thế 6 giây còn nói thì mình đánh dày, si thứ mình tự đô si nữa cung mình chạy không thứ tự mà chạy lung tung mà mọi đúng cái nốt con da nha mẹ, là lại mình làm gì các bạn hãy rối để chạy thứ tự đi. Mình không nói còn nói à, rồi từ cái thế rê này mình muốn mình vô thế mi, mình vô mi mình đánh rê thứ nè, giờ này mi cũng y luôn, mình nói ha,
đó là thế 5 giây các bạn đó. Các bạn từ cái thế 5 giây này thì mình kéo ra ngoài, mình có đô, kéo ra ngoài nó có si, kéo ra ngoài nó có si giá từ rê, mình kéo đây mình có si rê thang, kéo đây có mi ha. Mi kéo sang cái bên có pha có thứ các bạn, pha rồi son rồi hai đó rồi. Rồi một cái thế thứ ba nữa là thế đầu cần. Có một số bạn các bạn mình chưa nè, cái thế 5 giây các bạn hàng nãy mới mình có đưa các bạn coi thế 5 giây chưa. Các bạn chụp hình cái thế 5 giây luôn nha, đó thấy các bạn hàng đó. Thế 5 giây nè, ở cái ngăn thứ 5 từ cái dây 5 ở cái dây 5 ở ngăn 5 có nó chơi gốc, nó gốc vậy ha. Chơi rồi mi pha kéo vô son la si đô rê. Em nhớ cái thế này có nó si dán nha, mình giờ mình không dán mình cũng cần biết dán được nữa, mình cứ đánh theo đúng cái sơ đồ hang và hang theo sơ đồ này. Các bạn nào quên thì cứ chụp cái màn hình này lại rồi cứ đánh theo đúng vậy thôi, đánh nhường nhuyễn, bắt đầu mình đánh qua những cái thế khác mình cũng không cần phải nhớ nó dán chi cho mệt các bạn ha. Rồi bây giờ rồi, còn có một số bạn không đánh được, không bấm được hộm chặn, chưa bấm hôm dặn các bạn mới chơi, anh em mình mới tập thì mới chơi được hộp âm mấy cái hộp âm ở ngoài đầu cành các bạn ha. Thì mình có thế âm dây ở ngoài đầu cành các bạn ha nha. Bây giờ mình bấm cái chủ âm la thứ nè, cái hộp la thứ, cái tầm la thứ nè ha. Bây giờ mình chạy âm dây la thứ nha các bạn ha. Đây là nè, năm đi năm này là si do re mi fa son la si do re mi fa son la, nhưng mà la trong này các bạn bấm không được thì các bạn bấm lên này là si do re mi fa son la ha. Là lại nè, bắt đầu từ nó là nè, là si do re mi fa son la si do re mi fa son la, là lại như vậy. Rồi, mình không cần phải chạy nghe nó là mình bây giờ mình chạy từ nó mì cũng được bạn, nó mì ghi sáu nè, mi fa son la si do re mi fa son la ha. À, nè rồi nè, rồi mình chạy từ nó mì tiếng được ba ha. Rồi lại nha, mình chạy từ nó mì nè. Chạy từ nốt lá nè, la son fa mi re do si la rồi son, chạy từ nốt son nè, son fa mi re do si la. Đó, như khi mình làm cái câu để mình lái đuôi thì kêu các bạn hát mình vừa theo cái âm dây rất là hay nha bạn ha. Giờ nè, lặp lại nè. À, ví dụ như mình đang chơi bolero hay chơi rumba hay chơi cha cha gì đó, mình ví dụ mình dựa theo âm dây mình đi rồi. Vô bolero đi chơi vậy nè. Câu khác nữa nè. À. Mà nó ha, rồi mình lại đi lại ha, này mình đi ra ngoài lại rồi mình nó làm dây nè. Mi fa son la si do re mi fa son la. La si do re mi fa son la. Như la đây được thì bạn nói ra chưa bấm được như thế này. Ha. Bắt đầu từ mày. Đây là hang đó là âm dây là thứ tự nhiên ở đầu cần. Các bạn nào mà chưa bấm hộm chặn được mình chơi cái tâm là thứ mình chạy âm dây rất là ok và ha, điều nào mình cũng phăng cũng mình cũng hát clip được hết. Thế mà ha đó.
Bây giờ mình nhắc lại ha. Bây giờ là coi như mình hãy đánh ba cái thế này là mình đánh được toàn bộ âm dây trên cần đàn rồi nha các bạn ha. Âm dây thứ trên cần đàn mình rồi ha. Bây giờ nhắc lại cái mình dựa vào cái thế âm dây 6 dây, cái thế âm dây mà cái thế học âm cái thế là thứ 6 dây. Nè, cái thế 6 dây. Nè, ở cái 1 2 3 4 5 ở ngang 5. 6 dây. Bắt đầu cái nốt gốc và nốt la nè. Mình làm lại các bạn ha. Chạy dư ra nè, và từ đó mình qua son qua pha, qua son qua pha thăng thứ qua pha thứ, và từ la mình lên si lên đô lên rê các bạn ha. Rồi thấy 5 giây nói. Các bạn ha, nè, lần này. Các bạn không có nói, các bạn nói nè. Các bạn nói cái thế 5 giây với cái thế 6 giây các bạn ha. Rồi, thế đầu cần. Thế đầu cần. Mình bắt đầu từ nó là. Nếu mà không cần bắt đầu nó là cũng được. Tức là cái âm những cái nó nhạc bình thường không thăng không giáng ha. Mình đi lên đi xuống đi qua đi lại, nhưng mà nó kết thúc ở dứt cái nốt la thì nó là la thứ các bạn. Một bài hát không thăng không giáng, các nốt nhạc đầy hết mà kết thúc bằng nốt la thì mình chơi thôi bấm la thứ là âm chơi la thứ rồi các bạn này. Mình đâu cần phải bắt đầu từ la, bắt đầu từ mi cũng vậy luôn, bắt đầu từ mi, bắt đầu từ la son, bắt đầu từ rê, bắt đầu từ sòn các bạn hang, rồi bắt đầu từ là. Vậy bạn hang, rồi mình nói thêm cái này nữa để mình để âm dài để mình cho nó mang nhanh, để bố mình vô mình tập lại đánh đánh điệu tiếp. Đó là mình đang tập âm dài thứ tự nhiên các bạn ha. Rồi bây giờ âm dây thứ nó có ba loại tự nhiên, nãy mình tập là tập như từ cái âm dây thứ tự nhiên dùng diễn đi. Rồi bắt đầu cái âm dây thứ nó có hai cái loại nữa là âm dây thứ hòa âm và âm dây thứ giai điệu. À, âm dây thứ hòa âm nó đơn giản lắm các bạn. Âm dây thứ hòa âm thì cái nốt nè các bạn. Nè, nha. Ta cắt nó mình là la si đô nè các bạn coi nè. Các thấy không? La nè, si nè, đô nè, rê nè, mi nè, fa nè, son nè, la nè. Âm dây thứ hòa âm từ là tới lá, cái là cái nốt rê, cái nốt la, si, đô, rê, mi, fa, son, nốt son nè. Nghe các bạn ha, son. Son là cái nốt bậc 7 nè. Mình thăng nó lên thì mình có âm dây thứ hòa âm. Đây, mình thăng cái nốt rê lên. Mình thăng cái bậc 7 lên. Là nè, mình thăng nó son lên chứ. Mình thăng nó son lên. Nói chung là mình thăng cái bậc 7 lên là mình có âm dây thứ hòa âm. Mình đang nói về cái mình đang nghiên cứu cái tông âm dây la thứ thì mình muốn có âm dây thứ hòa âm thì mình thăng bậc 7 lên, tức là mình thăng cái nốt son lên. Các bạn hiểu vậy nè, bậc 1 này là la nè, 2 là la nè, 2 là si, 3 là đô, 4 là rê, 5 là mi, 6 là fa, 7 là son, 8 là trở lại nốt la. Thì mình muốn có âm dây thứ hòa âm, mình thăng cái bậc 7 lên cho nó gần với tình cảm với cái nốt gốc. Hang là mình có âm dây thứ hòa âm. Rồi, mình lên thực nghe được hành cho các bạn coi. Nè, âm dây thứ là thứ nè. Bây giờ mình phải thăng bậc 7 lên. Bậc 1 nè. Bậc 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 là đây. Thăng lên đây.
là trong la thứ, âm dây la thứ thì mình thăng cái nốt son lên. Hiểu các bạn? Mình muốn có âm dây thứ hòa âm, mình thăng cái bậc 700 âm dây lên. Nếu mà lấy cái âm dây cụ thể là la thứ tự nhiên thì mình thăng cái nốt son, nốt son là bậc 7 các bạn ha. Nè là thăng nốt son lên, son đây thay vì âm dây thứ tự nhiên nè, âm dây thứ hòa âm. Ví dụ như cái bài này nè, tôi đưa em sang sông đó, nhạc sĩ mà viết cái bài tôi đưa em sang sông này, Y Vũ á, ông dùng cái phương pháp là âm dây la thứ hòa âm. Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm đó, cái nốt son thăng các bạn nghe không đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẵn thì mình nói luôn ha bạn, để mày qua một tới đây video khác mình qua cái âm dài khác nữa chứ để mà mất thời gian các bạn quá. Mình bây giờ tiếp nữa là âm dài thứ giai điệu, âm thư dài thứ giai điệu thì ở cái bậc 6. Hồi nãy âm dài thứ hòa âm mình là mình thăng cái nốt ở bậc 7 các bạn ha. Âm dài thứ giai điệu mình thăng tiếp cái nốt ở bậc 6 nữa nha các bạn, mình thăng nó bậc 6 rồi. Trong la thứ thì cụ thể là cái nốt pha ha. Nhắc lại nè, mình thăng cái bậc 7 thì mình có âm dây thứ hòa âm, rồi mình muốn có âm thư dây thứ giai điệu mình thăng tiếp bậc 6 nữa các bạn ha. Mình thăng tiếp bậc 6 nữa nè, nó bậc 1 nè, bậc 2 nè, bậc 3 nè, bậc 4 nè, bậc 5 nè, bậc 6, bậc 7. Muốn có âm dây thứ gia hòa âm mình thăng bậc 7. Muốn có âm dây thứ giai điệu mình thăng tiếp bậc 6 nữa các bạn ha. Rồi mình lên cây gần mình qua cụ thể luôn. Đây bây giờ mình nói về có âm dây thứ hòa âm nha. Thăng nó sâu lên, âm này thứ giai điệu mình thăng luôn nó pha lên nữa là nó đang ở bậc 6 á. Hay các bạn, đó âm về thứ giai điệu. Mình chủ yếu âm giai thứ tự nhiên mình nhân nhuyễn rồi thì hòa âm giai điệu thì nó đơn giản quá rồi, không có gì hết các bạn. Rồi là lại nè, âm giai thứ giai điệu nè là thăng bậc 6 và thăng cái nốt ở bậc 7. Bậc 1, 2, 3, 4, 5, 6 thăng, 7 thăng rồi về nhắc lại lần cuối nè, cái âm dây thứ hòa âm thì mình thăng cái nốt ở bậc 7 của âm dây đó. Cụ thể là mình đang nghiên cứu về âm dây la thứ thì cái nốt 7 của nó là son, nó son mà thăng lên. Rồi âm dây thứ giai điệu thì mình thăng cái nốt bậc 6 và thăng cái nốt bậc 7. Cụ thể trong la thứ thì mình thăng nốt pha ở bậc 6 và nó son ở bậc 7 lên. Rồi đây. Pha thăng son thăng la. 1 2 3 4 5 6 thăng 7 thăng. Mà hiểu rồi, nói vậy thôi đơn giản hơn. Nếu mà qua rê. Qua rê thì cũng vậy thôi, không có gì hết các bạn. Qua rê thì mình lấy cái thế này đi. Rê mi pha là 1 2 3 4 5 6 thăng lên, thăng cái nó đô lên ha. Còn nếu mà giai điệu âm giai thứ giai điệu vậy ba ha, đó. Nhưng mà từ la mình làm vững, mình nhớ luôn phát mấy kia thôi thôi các bạn ha. Chương trình đến đây dài rồi, mình xin phép nghỉ đấy nha. Bữa nay là mình hướng dẫn các bạn về âm dây thứ, tất cả âm dây thứ trên cây đàn guitar.
và mình nói thêm là cái âm dây thứ giai điệu và như hòa âm và âm thứ giai điệu nữa ha. Bạn ráng học nhân bạn ha. Cái âm dây này rất quan trọng. Mình mà nhường nhuyễn về âm dây thì mình chơi đàn nó rơi lên tay lắm các bạn. Mình điểm nó co thỉnh thoảng mình phăng một hai câu vô ăn clip vô rất là hay các bạn ha. Thôi nghĩ đó nha mẹ ha. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe ha. Tuần mạnh giỏi và thành công trong mọi lĩnh vực của mình. Các bạn cố gắng giữ lửa ráng học nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn, mình muốn các bạn được bác quan mà đạt được mình lắm, mình vui lắm các bạn. Phải ráng nha các bạn ha, ráng nha các bạn. Mình xin phép nghỉ đây.